Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây sẽ là phần tin chi tiết. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đến thăm khu vực biên giới Đông Bắc Ukraine, nơi quân đội nước này tiến hành cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm vào tỉnh Kursk của Nga. Lãnh đạo Ukraine cho biết, ông đã gặp Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, ông Oleksandr Shishky, trong chuyến thăm tỉnh Sumy của nước này, giáp với tỉnh Kursk của Nga. Tổng thống công bố video cho thấy ông bắt tay và ôm tổng tư lệnh Zelensky. Ông Zelensky nói: "Ở một số khu vực nhất định thuộc tỉnh Kursk mà Ukraine đang kiểm soát, chúng tôi đã dành thêm một khu định cư và bổ sung tù binh nga vào quỹ trao đổi. Chiến dịch ở tỉnh Kursk đã giúp thúc đẩy nhuệ khí của quân đội Ukraine. Ông Zelensky cũng cho biết số lượng các cuộc pháo kích nhằm vào tỉnh Sumy đã giảm kể từ khi Ukraine tấn công Kursk. Theo Reuters, Tổng thống Ukraine." Volodymyr Zelensky trước đó tuyên bố rằng chiến dịch tấn công lớn của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga là một phần trong nỗ lực có hệ thống nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 30 tháng qua theo những điều kiện của phía Kiev. Phát biểu trong một sự kiện tại Kiev, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh chiến dịch tấn công của Ukraine nhằm vào tỉnh Kursk cũng như những biện pháp phòng thủ của Kiev tại miền đông Ukraine nơi Nga đang tập trung đẩy mạnh các nỗ lực tấn công là bộ phận của con đường chấm dứt xung đột theo những điều kiện của đất nước Ukraine độc lập. Trong một diễn biến liên quan, chính phủ Ukraine xác nhận đại diện của hơn 40 quốc gia và các tổ chức quốc tế đã tham dự một cuộc họp để tiếp nối hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine do Thụy Sĩ tổ chức vào hồi tháng 6 vừa qua. Cuộc họp diễn ra theo hình thức trực tuyến là sự kiện đầu tiên trong hàng loạt phiên họp của nhóm chuyên viên bắt nguồn từ hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine. Chiến dịch tấn công xuyên biên giới của Ukraine dường như đã khiến Điện Kremlin bất ngờ khi chiếm giữ hàng chục thị trấn và làng mạc trên một vùng lãnh thổ rộng lớn. Các lực lượng của Kiev hiện đang mở rộng phạm vi kiểm soát các khu vực gần biên giới và tấn công các tuyến đường tiếp tế của Nga, trong khi Moscow đang tăng cường các cuộc phản công bằng bom lượn và điều động lực lượng từ Ukraine và các khu vực khác về Kursk. Mick Ryan, một chiến lược gia quân sự và là thiếu tướng nghỉ hưu của quân đội australia cho biết tại kursk ukraine đang mở rộng phạm vi kiểm soát các khu vực gần biên giới thay vì tìm cách tiến sâu việc tiến sâu sẽ dễ bị ngăn chặn hơn so với việc mở rộng phạm vi theo chiều ngang ông ryan đánh giá họ đang nắm giữ các địa hình dễ phòng thủ hơn gần lãnh thổ ukraine hơn và dễ tiếp ứng hơn ngoài ra các cuộc giao tranh giữa lực lượng nga và ukraine ở kursk hiện nay đã khiến nhiều cơ sở hạ tầng ở khu vực này bị hư hại. Đây là lần đầu tiên một quân đội nước ngoài kiểm soát lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến thứ hai. Trong bối cảnh quân đội Ukraine tiếp tục đột kích các thành phố thuộc vùng biên giới Kursk, Nga đã cho lắp đặt các hầm trú ẩn bê tông cốt thép tại các thành phố này. Trong thông điệp đăng tải trên kênh Telegram, thống đốc vùng Kursk Alexei Semenov viết, theo lệnh của tôi, chính quyền thành phố Kursk đã xác định những điểm chính để bố trí các hầm trú ẩn dạng lắp ghép bê tông tại những nơi đông đúc. Báo Pravda dẫn lời ông Siminov cho biết thêm, nhà chức trách Nga có kế hoạch trang bị các điểm trú ẩn bê tông cốt thép cho 60 trạm xe buýt lớn ở Kursk. Các biện pháp tương tự cũng đang được thực hiện ở Zlesnogorsk. Chính quyền đã lên danh sách các điểm lắp đặt 10 hầm trú ẩn bê tông tại thành phố này. Trong khi đó, các quan chức sẽ công bố số lượng và địa điểm lắp đặt hầm trú ẩn ở Kurchatov ngay sau đó. Dù vậy, trong lúc Ukraine tiến tương đối nhanh ở tỉnh Kursk, thì quân đội Nga lại có những thành quả vững chắc ở miền đông Ukraine. Điện Kremlin xác nhận lực lượng quân sự Nga đã kiểm soát được thị trấn New York, nơi xung đột đã xảy ra từ tận năm 2014. Chính Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận tình hình ở tỉnh Donetsk đang rất khó khăn với Ukraine. Còn theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, đã có tới 14 cuộc đụng độ ở thị trấn Toretsk, nơi Moscow đang nỗ lực chiếm bằng được và 34 cuộc đụng độ khác tại khu vực Pokrovsk. Nhiều cư dân thị trấn Pokrovsk đã sơ tán sau khi giới chức Ukraine cảnh báo chiến sự sẽ bao trùm hoàn toàn nơi này trong chưa đến 2 tuần nữa. Giới chuyên gia cơ bản cho rằng cuộc tiến công của Ukraine vào tỉnh Kursk khiến giới chức quân sự Nga phải bối rối vì tính bất ngờ. Hơn 121.000 người dân ở Kursk đã phải sơ tán. Nhưng khi không quân Ukraine tham chiến thì một bất ngờ mới lại xuất hiện. Theo tờ The Kiev Post, không quân Ukraine, UAF, cuối cùng đã có thể hỗ trợ cuộc tấn công trên bộ của Kiev tại tỉnh Kursk. Tư lệnh UAF, Trung tướng Mykola Oleschuk cho biết, lực lượng không quân của nước này đã tích cực tham gia vào các hoạt động trên mặt trận Kursk. Các phi công Ukraine đã tiến hành các cuộc không kích có độ chính xác cao để nhắm vào các cứ điểm, cụm thiết bị, trung tâm hậu cần và các tuyến đường tiếp tế của đối phương. Trước đó, các video xuất hiện trực tuyến cho thấy một chiến đấu cơ Su-27 của Ukraine đã phóng một quả bom lượn tấn công trực tiếp phối hợp JDAM do Mỹ sản xuất vào một sở chỉ huy và nhà trường máy bay của Liên bang Nga ở Tetskino, cách tiền tuyến ở Kursk vài km về phía Bắc. Không quân Ukraine cũng tham gia phá hủy ít nhất một trong ba cây cầu bắc qua sông Sim, khiến khoảng 700-800 đến 800 lính dù Nga bị mắc kẹt. Một video khác ghi lại cảnh một máy bay chiến đấu của Ukraine tấn công một sở chỉ huy ngầm của Liên bang Nga trên hướng Kursk bằng một quả bom dẫn đường AASM Hammer do Pháp sản xuất đã được đăng tải. Theo nhà phân tích quân sự độc lập Hans Peter Mitten, tầm bắn tối đa của AASM Hammer là khoảng 50 km khi được phóng ở độ cao lớn và 15 km khi được phóng ở độ cao thấp. Còn JDAM, loại tăng tầm, tức JDAMer, thì có tầm bắn khoảng 72 km. Do đó, cả JDAM và AASM đều phải được triển khai trong phạm vi của các hệ thống phòng không trên bộ và trên không của Liên bang Nga. Tạp chí Force của Mỹ đánh giá nguy cơ đối với các máy bay xung quanh các điểm nhô ra của Kursk là rất lớn. Quân đội Ukraine đã triển khai những gì mà một blogger người Nga mô tả là một số lượng đáng kể các khẩu đội phòng không cũng như các thiết bị gây nhiễu điện tử, có thể chặn tín hiệu vô tuyến và trong một số trường hợp thậm chí có thể ném bom dẫn đường bằng vệ tinh. Tuy nhiên, các cuộc không kích cho thấy máy bay chiến đấu của Ukraine có thể hoạt động tự do hơn dự kiến. Từ thực tế rằng chiến đấu cơ Ukraine có thể phóng bom thông minh vào một số mục tiêu có giá trị cao trên lãnh thổ Liên bang Nga cho thấy một số điểm yếu quan trọng của phòng không Moscow. Thứ nhất là Liên bang Nga không đủ các phương tiện giám sát trên không và cảnh báo sớm trên không để chống lại hoạt động tấn công của Ukraine một cách hiệu quả. Thứ hai là Liên bang Nga thiếu khả năng triển khai các đội tuần tra chiến đấu trên không, CAP thường trực cần thiết để đánh chặn các máy bay chiến đấu của Ukraine trước khi chúng có thể ném bom vào các mục tiêu ngoài tiền tuyến. Thứ ba, Liên bang Nga thiếu một mạng lưới phòng không đủ khả năng bảo vệ các mục tiêu quan trọng trước các cuộc không kích của Ukraine do máy bay chiến đấu, tên lửa và máy bay không người lái thực hiện. Trong một bài đăng trên tờ The Kiev Post, nhà phân tích quân sự độc lập Hans Peter Mitten cho rằng những điểm yếu nêu trên của Liên bang Nga đã bộc lộ sau một chiến dịch của Ukraine nhằm vào các radar, căn cứ không quân, các đơn vị phòng không và hệ thống tác chiến điện tử, cũng như các kho nhiên liệu và đạn dược ở Moscow. Trong quá trình này, Ukraine không chỉ vượt qua các danh giới đỏ đã tuyên bố của Liên bang Nga, mà còn xoay sở để định hình chiến trường theo hướng có lợi cho mình. Hãng tin RIA Novosti cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công phà chở nhiên liệu Konrocheter tại cảng Kapkaz thuộc vùng Krasnodar của Nga. Các cơ quan xử lý tình huống khẩn cấp địa phương nói với RIA Novosti rằng vụ tấn công bằng tên lửa được cho là đã gây ra một đám cháy lớn và một đoàn tàu chữa cháy đã được điều động tới hiện trường. Cho đến nay, chưa có báo cáo về thương vong. Lãnh đạo quận Temryuk, nơi đặt cảng Kapkaz, viết trên kênh Telegram rằng con tàu mục tiêu chở 30 thùng nhiên liệu. Ông nói thêm 12 đội cứu hỏa và 3 đội cứu thương đã làm việc tại hiện trường. Cảng Kapkas đóng vai trò quan trọng trong cơ sở hạ tầng giao thông của khu vực, cung cấp dịch vụ vận chuyển giữa Crimea và đất liền Nga. Trong khi đó, Kondrochere là phà lớn duy nhất hoạt động giữa Nga và Kursk ở bán đảo Crimea. Vụ tấn công có thể giáng đòn nặng nề vào hậu cần vận tải và an ninh của Nga trong khu vực. Theo dữ liệu sơ bộ, quân đội Ukraine đã sử dụng hai tên lửa chống hạm Neptune cho cuộc tấn công. Theo thông tin ban đầu, một trong hai tên lửa đã bị hệ thống phòng không của Nga đánh chặn thành công, trong khi tên lửa thứ hai bay qua biển Azov ở tầm thấp và tiếp cận mục tiêu. Mặc dù vẫn chưa xác định được vị trí phóng tên lửa, song theo trang tin avia.pro, nhiều khả năng tên lửa được phóng từ lãnh thổ Zaporizhia, miền nam Ukraine, cách mục tiêu khoảng 260 km. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng tên lửa được phóng từ vùng Odessa, nơi mà theo báo cáo hồi đầu năm nay, các chuyên gia Ukraine đã hiện đại hóa Neptune, tăng tầm bắn của chúng lên 500 km bằng cách giảm đầu đạn. Ukraine chưa bình luận trực tiếp về sự việc, tuy nhiên Ukraine đã tiến hành nhiều cuộc không kích vào bán đảo Crimea và cầu đường bộ, đường sắt nối đất liền Nga với bán đảo Crimea trong suốt cuộc xung đột. Kiev cũng từng tấn công nhiều tàu Nga quanh Biển Đen, các quan chức Ukraine đã đăng những bình luận mập mờ sau vụ tấn công. Daria Zaribna, cố vấn truyền thông của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đăng trên Telegram kèm theo bức ảnh về đám cháy lớn ở cả Nga rằng tuyệt đẹp. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, các lực lượng Kiev đã thường xuyên tấn công vào bán đảo Crimea và vùng Krasnodar Krai, cũng như tập kích các bến phà giữa hai khu vực này.